Xin chào buổi tối mọi người á. Đây là cây Phú Tân nè. Này chưa để lá, nay đang ra cây 2 á. Còn đây là cây Thủ Đức nè. Bữa hổm bấm à. Bữa mùng 6 mùng 7 gì đó, chơi la chơi bông xong á. Bấm sát cốt giờ nhú nè. Rất nhiều anh em hỏi bấm cành á, phân vân á. Hôm nay mình cũng trả lời luôn. Này cây đa phúc nè. Ra bông nữa. Mình thấy người ta bấm đôm á. Đây, bấm đôm thì bấm liền á, coi như là sau Tết á, mùng 4 mùng 5 cây mạnh ta bấm á. Nói chung nuôi ta theo dõi. Còn cây nào yếu thì chúng ta để lại, để lá lại nó khỏe hơn. Như cái này lực mạnh á, bấm nó xì nè. Còn anh em nào không biết gì á thì cứ để đại á. Không biết gì thì cứ để đại giống như mình. Đó, tỉa sương sơ thôi. Cái nào nó dài ra khỏi cái khung á, bấm lại chừa. Cái này nè, cái nhánh này lỏng khổng á, bấm vẫn chừa. Không biết gì thì để đại á. Đây là nó xì tượt nhóc ra nè, nó la nó khỏe. Mục đích là nó tròn thôi. Còn anh em nào biết ba mớ á, vừa biết chút chút á, mà vừa nói chung là cái dạng ba mớ á, thấy người ta làm sao làm vậy á, đó thì cũng có cách làm á. Đó, anh em thấy giờ chơi mà dạng để cho nó xì đọt thế này nè, đó mà giờ nó ra đọt thế này á, thấy người ta bấm cành, người ta bắt trước người ta bấm á, như thế này người ta bấm là rất là dễ ngợp á, nó còn ngợp, nó dễ còn ngợp hơn cả cái lúc mà chơi xa tết ta bấm liền á, tại vì lúc cái này là lấy cái nhựa trong thân á, nó đẩy lên, mà anh em bấm cái nữa là nó tuột nhựa nữa, không có nhựa đâu, lá này chưa có hoàn hợp được á. Nó đỏ lừ, nó chưa có hoàn hợp được. Mà chúng ta lại bấm cái nữa. Nó thời gian này rất là nhạy cảm á. Phân thuốc nè, thì lại bấm cạnh rất là nhạy cảm á. Phân thì có dưỡng rễ tới dưỡng rễ ta, không có thì khỏi tưới á. Đó, để mời phân thuốc dập vô nhiều quá, dập NPK vô lúc này á. Cây rất là dễ ngợp á. Dễ bị ngộ độc phân á. Thà nó thiếu á thì nó không sao. Chứ mà nó ngộ độc thì nó khó cứu á. Hỏi sao mấy anh mà nuôi thường thường á, nó không có tốt mà nó vẫn còn cái cây nó còn á. Còn mấy anh mà dạng ba mứa á, biết mà biết không có rành á. Đó, thời gian đang lá non mà dập NPK vô á. Cây nào nó cũng chết cả. Chứ không phải cây mạnh cây yếu vậy, mạnh cũng chết mà yếu cũng chết á. Này đa phúc nè, mình cứ để đại đi ha. Thời gian này rất là nhạy cảm á. Phân thuốc chúng ta dài cực lõn á. Chứ không phải xài đậm được, có lá thì người ta muốn nó ăn mới được á, không có lá thì tưới nó ăn cái gì á, vô nó ngộ độc thêm chứ làm gì. Rất nhiều anh em hỏi á, anh em ngày nào cũng hỏi vụ bấm cành này, vụ chừa lá hay chứ không chừa lá này, tưới phần sao á. Đây ở vườn mình tưới dưỡng rễ là không có cho NPK bị kiết gì trơn á. Cành thì để nguyên, bấm cành thì người ta bấm sớm sớm á, chứ nó đang ra lá non này, em ta thúc lại cái nữa như đang ra thế này nè, thì trường hợp đang ra như thế này nè, đó em ta thấy người ta thúc lại đẹp không, ta thúc vô á, nó sừng thấy nó chết cây luôn á, đang ra như thế này nè, em thấy không, mình cứ để đại á, này đa phúc nè, tham khảo quá. Này thực tế à. Thực tế đâu không ạ. Cái này đây, vẫn chừa lại á, chứ không bao giờ dám bấm sát á. Rất là dễ ngợp. Đó, mưa nó ổng mứ nước, cái chậu mà chúng ta lớn quá. Nó cũng dễ bị ngợp nữa. Dính phân cũng ngợp nữa. Đó. Anh em không biết gì thì cứ để đại đi. Tháng 2, tháng 3, tháng 4 vậy á. Xử lý sao. Như cái vàng này nè. Xử lý sao. Mạnh khù à. Giờ chúng ta bấm á. Chúng ta thay chậu nè. Chúng ta thay phân à. Mạnh phà phà. Cây 2 rồi nè. Này cây Thủ Đức á. Nở chùm chùm luôn. Rất đẹp á.
này tiếp tục nhức tối không. Đóng cái cây cúc bi nha mấy anh nè, đóng tới tới ngoài nè. Cái này thì về chúng ta để bông chúng ta chơi luôn á, để bông chơi là ra đọt dưỡng lại cây luôn. Nè, cây này rất dạ bông à, chùm 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 nhé, cúc bi trong tất cả dòng mai cúc á, mà thấy chưa có thằng nào mà bông độ đạt bông mà bà quang này á. Thọ hương thì nó mạnh á, chứ mà độ say bông cũng không bằng cúc bi á. Đầu xe bông cũng không bằng đâu. Cúc bi này thì nuôi tới cây không có rụng á. Rất nhiều dòng rồi. Tại sao cúc bi này vẫn tồn tại được á, mười mấy năm mà. Bình dân á. Cái này bông mà mười mấy ngày rồi đó. Nuôi 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 luôn á. Để tự nhiên á. À, một vài chia sẻ mình vụ bấm cành á, chúng ta bấm thì mùng 5 mùng 6 chúng ta bấm nó lúc đó, còn bây giờ á, giờ bấm là rất dễ ngợp á, như cây đang lá lá non thế này nè, anh em thấy bấm á, bấm nó ngợp mà nó chết luôn á, có làm thì làm sớm á, giống kiểu đó đó, còn giờ thì để đi ha, lá già muốn làm gì làm, này đa phúc nè, quá đẹp. Bông bự này ra thêm đợt nữa. Rồi, kết video thì mình em xem lại mặt hoa đa phúc á, giống mạnh. Hoa thì nói chung là buổi sáng đẹp á, buổi chiều thì như thế này, không còn sắc sảo nữa. Nhưng mà được cái là nó nở rộ.